Vâng, và các anh trong ban chấp hành câu lạc bộ cũng như là hội sinh vật cảnh huyện Đan Phượng, chúng ta cùng nhau chụp những cái bức ảnh kỷ niệm trước thềm khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật câu lạc bộ trẻ Đan Phượng Hà Nội. Vâng, và trước thềm khai mạc triển lãm, các anh ban chấp hành cũng như là hội viên của câu lạc bộ trẻ Đan Phượng chụp những cái bức ảnh lưu niệm. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý đang có mặt trong chương trình khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng. Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ 20 và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được thay lời ban tổ chức xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt và chúc tất cả quý vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc gia đình an khang, thịnh vượng. Và để mở đầu chương trình khai mạc, xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị đại biểu khách quý cùng đến với một chương trình văn nghệ chào mừng với... Đừng có anh mơ thấy anh mang mùa xuân nắng thương sự em. Cũng như những chiếc nhẫn hoa theo mây trao tim em sửa mây. Còn ban ngày anh nói lời em ái ban đầu. Thời gian mãi cho anh quay vào.
bị. Ngàn năm văn hiến, nơi đây đã sinh ra những người con ưu tú có công với đất nước, với quê hương. Quê hương danh nhân văn hiến Tô Hiến Thành, người con của xã Hạ Mỗ. Hiện nay, đền thờ cụ Tô đã trở thành một điểm đến về du lịch văn hóa, tín ngưỡng, tôn trọng hiện tài của đất nước lưu lại cho muôn đời sau. Đan Phượng, với truyền thống cách mạng trong thời kỳ kháng chiến, nơi sinh ra người phụ nữ ba đảm đang, cái nôi của treo tòng tổng gối Tân Hội, lễ hội thả diều Bá Giang, được vinh danh là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp thành phố, cấp quốc gia. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đan Phượng là lá cờ đầu trong việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, là huyện đầu tiên đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Hiện nay, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, huyện Đan Phượng đang phấn đấu trở thành huyện kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2. Song hành cùng sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân Đan Phượng ngày càng nâng cao, văn hóa chơi cây của các cụ, ông cha ta ngày xưa đang được các thế hệ thời sau tiếp nối, phát triển, đang ngày một nâng cao và hình thành nét văn hóa thưởng lãm, cây cảnh, nghệ thuật. Là một món ăn tinh thần phổ biến không thể thiếu, vừa mang tính nghệ thuật, tính nhân văn cao cấp, có tính kế thừa giao thoa văn hóa và đang trên đà ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, phong trào thưởng lãm, tạo tác cây cảnh, cây hoa, cây cảnh nghệ thuật mang giá trị nghệ thuật, giá trị kinh tế cao tại địa bàn huyện Đan Phượng phát triển một cách mạnh mẽ để sánh ngang với các địa phương khác có truyền thống như Đông Anh, Thường Tín, Gia Lâm và các khu vực lân cận thu hút các địa phương khác đến thưởng lãm, tham quan, giao lưu, hợp tác thương mại, tạo động lực mới để dần hình thành một ngành kinh tế nông nghiệp xanh, một ngành công nghiệp văn hóa về nghệ thuật, cây cảnh. Nhằm thực hiện nghị quyết số 45, nghị quyết huyện ủy ngày 17 tháng 2 năm 2023 và kế hoạch số 244, kế hoạch Ủy ban Nhân dân ngày 12 tháng 12 năm 2023 về việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện để chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ 20 và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng được thành lập tại quyết định số 02, quyết định Ủy ban Hội ngày 10 tháng 3 năm 2021 do Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đan Phượng. Với tinh thần tuổi trẻ mới được hình thành, thành lập, câu lạc bộ chúng tôi đặt mục tiêu hành động cho câu lạc bộ đó là dám nghĩ, dám làm, nói được, làm được. Trên tinh thần đó, câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng lên kế hoạch tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng lần thứ nhất để chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ 20 và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Hoặc triển lãm ngày hôm nay, thay mặt câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý vị khách quý là lãnh đạo, đại diện, lãnh đạo huyện ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng, lãnh đạo huyện đoàn, hội liên hiệp thanh niên huyện Đan Phượng, trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Đan Phượng, lãnh đạo đại diện các phòng ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân thị trấn Phùng, đại diện các câu lạc bộ cây cảnh, câu lạc bộ sinh vật cảnh trên địa bàn huyện và các huyện lân cận, các nhà vườn lớn đã mang các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật giá trị cao tới tham dự triển lãm lần này như hội sinh vật cảnh huyện Thạch Thất, câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Hoài Đức, câu lạc bộ cây cảnh huyện Phúc Thọ, các nhà vườn lớn Thường Tín, Hà Đông cùng toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng đang có mặt trong chương trình khai mạc ngày hôm nay. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về tham dự chương trình khai mạc ngày hôm nay. Xin được trân trọng và giới thiệu ông Vũ Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng
giới thiệu ông Cảnh Chí Quân, Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu huyện, xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Kim Oanh, Thường vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Cẩn, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Tạ Thị Ngọc Hân, Bí thư Huyện đoàn Đan Phượng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hải Long, Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đan Phượng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đan Phượng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Chu Văn Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng. Xin được trân trọng giới thiệu đại biểu thị trấn Phùng, ông Nguyễn Đông Hiếu, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn Phùng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phùng. Cùng toàn thể câu lạc bộ sinh vật cảnh nhà vườn trong và ngoài huyện, cùng toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, các thành viên câu lạc bộ tại buổi khai mạc ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và sau đây, xin được trân trọng và kính mời ông Bùi Vinh Long, chủ nhiệm câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng, lên đọc diễn văn khai mạc triển lãm. Xin được trân trọng. Kính thưa bà Phạm Thị Kim Oanh, Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các thành viên có mặt trong buổi khai mạc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng, tôi xin nhiệt liệt chào mừng, gửi lời chào trân trọng, lời chúc nồng nhiệt nhất tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc gia đình an khang thịnh vượng. Trong những năm gần đây, phong trào thưởng lãm, tạo tác hoa cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng mang giá trị nghệ thuật, giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Đan Phượng, phát triển một cách mạnh mẽ, đang dần trở thành một ngành kinh tế xanh mang lại giá trị kinh tế rất cao. Hiện nay trên địa bàn huyện Đan Phượng hình thành những vườn cây có giá trị kinh tế lớn lên đến vài tỷ đồng. Nhiều những cây giá trị đến vài chục, thậm chí đến vài trăm triệu trên một tác phẩm. Thu hút các địa phương khác đến thưởng lãm, tham quan giao lưu, hợp tác, thương mại, tạo động lực mới để dần hình thành ngành kinh tế lâm nghiệp xanh, một ngành công nghiệp văn hóa về nghệ thuật cây cảnh. Nhằm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đan Phượng, câu lạc bộ cây cảnh huyện Đan Phượng lên kế hoạch tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất để giới thiệu quảng bá các sản phẩm cây cảnh nghệ thuật. Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng và các câu lạc bộ khác, các nhà vườn đến từ các địa phương khác như Đông Anh, Thường Tín, Long Biên, Bát Tràng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu mở rộng với các địa phương, chào chơi và tạo tác cây cảnh nghệ thuật, phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo. Thay mặt câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Đan Phượng, tôi xin tuyên bố khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội Liên hiệp Thanh niên huyện. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành, cảm ơn sự hiện diện của quý khách quý, quý vị đại biểu, đặc biệt là các thành viên trong câu lạc bộ đã dành rất nhiều tâm huyết, trí tuệ, của cải vật chất, công sức để chuẩn bị cho cuộc triển lãm, góp một phần vào thành công cho Đại hội Mặt trận lần thứ 20 và Đại hội Liên hiệp Thanh niên nhiệm kỳ 2024 và 2029. Chúc cuộc triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất thành công rực rỡ. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các thành viên tham dự buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Việc tổ chức triển lãm câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng lần thứ nhất năm 2024
câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng được đón nhận rất nhiều tình cảm tốt đẹp, những lãng hoa tươi thắm đến từ các cơ quan, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện. Tình cảm thắm thiết từ các câu lạc bộ cây cảnh đã đến góp vui, ủng hộ, động viên. Như Hội Sinh vật cảnh huyện Đan Phượng, Hội Sinh vật cảnh huyện Thạch Thất, Hội Sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ và các câu lạc bộ, các nhà vườn trên địa bàn huyện và các huyện lân cận. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng lên nhận hoa chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Vinh Long, chủ nhiệm câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Giang Nam, phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cường, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng sẽ lên sân khấu để đón nhận những lãng hoa tươi thắm chúc mừng đến từ các đơn vị. Vâng, và đây là lãng hoa đến từ hội quán bonsai Đan Phượng, nhà vườn Đại Hương đến chúc mừng câu lạc bộ trẻ triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất. Được trân trọng và kính mời đại diện câu lạc bộ sinh vật cảnh phố Thụy Ứng lên tặng hoa chúc mừng. Xin được cảm ơn những lãng hoa chúc mừng đến từ phía toàn thể quý vị đại biểu khách quý và các câu lạc bộ. Và sau đây xin được trân trọng và kính mời đại diện câu lạc bộ bonsai Tân Hội lên tặng hoa chúc mừng. Xin được cảm ơn anh rất nhiều và tiếp theo xin được chào đón lãng hoa chúc mừng đến từ nhà vườn Hoàng Sơn. Tiếp theo xin được chào đón lãng hoa chúc mừng đến từ anh Hoàng Tuệ, Hiệp Thuận, Phúc Thọ. Và sau lãng hoa chúc mừng đến từ anh em 81 thì xin được trân trọng và kính mời đại diện câu lạc bộ cây cảnh bonsai Tam Hiệp ạ. Nghệ thuật huyện Đan Phượng, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, những lãng hoa. Tôi xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu bà Phạm Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng và kính mời bà. Của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, hòa chung không khí của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đan Phượng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ 20, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện và các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Với triển lãm trưng bày cây cảnh, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời kính chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe,
thúc chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, hoạt động của câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng là một trong số các tổ chức hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, góp phần sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật hôm nay với mục đích nhằm giao lưu, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết quả của các hoạt động cây cảnh nghệ thuật của huyện nhà nói chung, các xã nói riêng, thông qua triển lãm để khuyến khích phong trào phát triển kinh tế sinh vật cảnh, giúp người dân, các hội viên làm giàu bền vững, tham gia tích cực việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, rất góp phần để cải thiện môi trường, làm đẹp làng, xóm, cộng đồng dân cư, xây dựng huyện thành đô thị xanh văn minh văn hiến, hợp tác liên kết với tổ chức hội, các cá nhân trong và ngoài huyện để phát triển hoạt động của câu lạc bộ ở mức cao hơn trên địa bàn huyện nhà và toàn thành phố Hà Nội, và giao lưu tiêu thụ sản phẩm sinh vật cảnh cùng với các vùng miền trong cả nước. Kính thưa các quý vị đại biểu, đến với triển lãm cây cảnh nghệ thuật hôm nay có rất nhiều các sản phẩm hoạt động để triển lãm trưng bày với sự thu hút đông đảo của gần 100 nhà vườn, nghệ nhân trong huyện và 8 tỉnh thành đơn vị đã có trên 500 tác phẩm nghệ thuật để trưng bày, gồm các loại cây cảnh, cây phôi, cây hoa các loại như các quý vị đã chứng kiến. Tại triển lãm trưng bày cây cảnh nghệ thuật hôm nay, tôi nhận thấy đây là dịp để các sản phẩm sinh vật cảnh có giá trị được trưng bày triển lãm, tôn vinh các nghệ nhân sinh vật cảnh để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết quả phong trào hoạt động sinh vật cảnh của huyện nhà nói riêng và sinh vật cảnh nói chung. Đây là dịp để tạo sân chơi bổ ích cho các nghệ nhân cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, kết nối giao lưu thương mại, thúc đẩy thị trường sinh vật cảnh phát triển của Hà Nội. Và đại hội sẽ được diễn ra trong 2 ngày là ngày mùng 10, ngày 11 tháng 4 năm 2024 tại khu trung tâm văn hóa thông tin thể thao của huyện. Hôm nay, chương trình triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất là hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc huyện và tổ chức thành viên là huyện đoàn, trong đó có Hội Liên hiệp Thanh niên huyện nhà. Tôi trân trọng cảm ơn và trân quý những tình cảm sâu sắc của các nghệ nhân vào từng tác phẩm. Kính mong các nghệ nhân luôn mạnh khỏe, có những sáng tạo mới hơn trong các tác phẩm của mình. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu về dự hội nghị hôm nay tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc câu lạc bộ nói riêng, chúc hoạt động của câu lạc bộ huyện nhà và các tỉnh thành phố tới đây sẽ có nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn nữa để phục vụ công chúng. Xin trân trọng cảm ơn. Đến nó phải là bảy lại bảy rồi. Đó. Đến từ ngày. Xóa rồi.